Xin chào đón các anh chị các bạn đến với bài học tiếp theo trong chương trình Kinh nghiệm Sale by Phan Anh ngày hôm nay. Lâu lắm rồi chúng tôi mới quay trở lại quay video tiếp theo để chia sẻ với các anh chị các bạn. Vâng, vẫn như mọi khi, video này tôi sẽ nói về kỹ năng đặt câu hỏi cho sale. Như tôi đã phân tích thì kỹ năng đặt câu hỏi là một cái kỹ năng cũng khá là cần thiết dành cho những người làm sale, đặc biệt là những người làm tư vấn, những người làm bán hàng trực tiếp. Bởi vì chúng ta biết cách đặt câu hỏi, chúng ta ra các câu hỏi cụ thể thì chúng ta sẽ nắm được các thông tin quan trọng của khách hàng, để từ đó chúng ta đưa ra lời tư vấn, chúng ta đưa ra giải pháp tốt nhất để thu phục khách hàng, để giúp kết thúc cái việc bán hàng trở nên nhanh chóng, hiệu quả, có được cái kết quả tốt cho cả hai bên. Vậy thì để không mất thời gian của anh chị nữa thì tôi sẽ bắt đầu ngay vào kỹ năng đặt câu hỏi cho khách hàng. Vâng. Thứ nhất là chúng ta sẽ nên có các cái nhóm câu hỏi về nhân thân, tức là chúng ta sẽ đặt các câu hỏi về nhân thân của khách hàng như là các cái thông tin cơ bản, họ, tên, tuổi, số điện thoại, email, địa chỉ, nhà, v.v. đúng không ạ? Đấy, rồi thì những cái thông tin có liên quan đến khách hàng, liên quan đến người thụ hưởng, liên quan đến các cái đời tư của khách hàng nếu có. Trong cái phần câu hỏi về nhân thân của khách hàng thì chúng ta cố gắng là có được càng nhiều các câu hỏi càng tốt, có được càng nhiều các thông tin càng tốt, đúng không? Và chúng ta cũng có thể hỏi các câu hỏi có liên quan đến cái chuyện đó đối với sản phẩm. Ý tôi muốn nói là gì? Chúng ta sẽ hỏi càng nhiều càng tốt những cái thông tin, hoặc là chúng ta có thể không nhất thiết là phải hỏi trực tiếp khách hàng. Chúng ta có thể hỏi qua đối tác, hỏi qua bạn bè của khách hàng, đúng không ạ? Đấy chính là những cái cách mà chúng ta sẽ đặt câu hỏi trước, chứ không phải là chúng ta sẽ hỏi suốt suốt khách hàng những câu hỏi như thế, đúng không? Tiếp theo đó là các câu hỏi để xác định nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Thì với cái nhóm câu hỏi này, chúng ta có thể đặt ra các cái câu hỏi như là khách hàng muốn gì, đúng không? Anh chị muốn nó như thế nào, muốn trọng lượng, muốn kích thước, muốn khi nào thì nhận hàng, khi nào thì giao hàng, kiểu kiểu như thế. Chúng ta sẽ hỏi hết, đúng không ạ? Về chất liệu, về giá tiền, về phương pháp này khác, thì đấy là chúng ta đặt những câu hỏi để xác định cái nhu cầu và mong muốn thực tế của khách hàng. Và thứ ba là chúng ta sẽ đặt các câu hỏi để thăm dò về khả năng tài chính của khách hàng. Thí dụ như là chúng ta có thể đặt câu hỏi là không biết thì nhà anh chị là có mấy cháu, đúng không ạ? Ví dụ như có 2-3 cháu, là anh chị sống ở đâu, anh chị sống ở khu Vinhome hay là của biệt thự, hay là nhà chị là nhà riêng ở phố này phố kia. Thì với cách như thế chúng ta đã biết là khách hàng có tiền hay không, đúng không ạ? Rồi chúng ta quan sát khách hàng, đấy, họ dùng các cái trang thiết bị gì, họ ăn mặc như thế nào, họ sử dụng xe hơi ra sao. Chúng ta có thể phán đoán, chúng ta phân tích và chúng ta có thể hỏi, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta có thể quan sát là anh chị đã có xe hơi chưa, anh chị đã có nhà chưa, thu nhập của anh chị nếu mà có thể tiết lộ cho em được không. Tất nhiên những câu hỏi đấy phải rất tinh tế, đúng không ạ? Anh chị có thể vui lòng cho em biết là cái thu nhập hiện tại của anh chị được không, hay là anh chị sẵn lòng trích khoảng bao nhiêu phần trăm thu nhập để chúng ta có thể là thiết lập cái quỹ đầu tư, hay là để chúng ta có thể làm cái này làm cái khác. Những câu hỏi mang tính thăm dò tài chính thì chúng ta sẽ phải hỏi rõ và hỏi khéo, hỏi tinh tế, hỏi lịch sự. Những người Việt là không thích hỏi xoáy, hỏi sốc ngay, đúng không ạ? Và hay là ví dụ như là em có một cái gợi ý đầu tư cho anh như thế này, không biết là anh có thể là sẵn sàng là trích ra khoảng một cái số tiền là bao nhiêu để bắt đầu vào. Cái suất tối thiểu của em là 5.000 đô hay suất tối thiểu của em là 10.000 đô. Thế thì họ sẽ cân nhắc và họ sẽ trả lời, đúng không? Thì đó là những nhóm câu hỏi về tài chính. Thế rồi những nhóm câu hỏi thăm dò về thời gian mua hàng, cách thức giao hàng, vân vân. Thì biết không biết là khi nào thì sẽ giao hàng được cho anh chị, đúng không? Anh chị muốn giao ngay hay không, anh chị muốn giao như thế nào, muốn tự lấy hay là free ship, hay là thông qua những cái đơn vị nào khác, vân vân. Thì chúng ta sẽ cần phải biết để chúng ta xác định các đơn hàng, đúng không? Thế rồi chúng ta cũng phải biết cách đặt các câu hỏi để chốt đơn. Ví dụ như câu hỏi mà chốt đơn thì chúng ta sẽ hỏi là giao hàng này, bảo hành này, phương thức thanh toán này, có đúng không ạ? Thế rồi thì những câu hỏi của chúng ta thì nên là những câu hỏi là gì ạ? Mở, gợi mở, câu hỏi logic, các câu hỏi đơn giản,
Đấy, và tất nhiên chúng ta nên chuẩn bị các bảng hỏi sẵn đó. Và trong quá trình chúng ta hỏi đáp với khách hàng thì chúng ta nên hỏi và ghi chép nhanh, và chúng ta hỏi đáp một cách là nhuần nhuyễn, đúng không? Hai bên sẽ cùng trò chuyện với nhau chứ không phải là hỏi cung như kiểu công an hỏi cung, có không đó. Thì chúng ta hỏi đáp để chúng ta thấu hiểu, để chúng ta trò chuyện, chúng ta tiếp tục, đúng không? Khi mà chúng ta đặt câu hỏi và họ trả lời, chúng ta lại thấy cái câu trả lời của họ rất là hay, chúng ta lại xoáy tiếp vào, đúng không? Tôi lấy ví dụ như nào, tôi làm du học chẳng hạn, đúng không? Thì tôi sẽ hỏi là thế thì cháu nhà anh chị học lớp mấy ạ? Cháu đang học lớp 8 chẳng hạn, đúng không ạ? Vâng. Thế cho anh chị, cho em biết là cháu học trường nào? Cháu học trường A, trường B như thế, đúng không? À, thế thì cái trường A này là rất là tốt. Trường A này thì toàn là sinh viên, học sinh xuất sắc. Thì chắc là cháu nhà chị học rất là tốt, phải không ạ? Cái định hướng đi du học của anh chị như thế rất tuyệt vời. Đấy, thì cái cách mà chúng ta sẽ dẫn dắt câu chuyện qua những từng câu hỏi và câu trả lời của khách hàng là như vậy. Được chưa ạ? Và cái quá trình chúng ta hỏi đáp thì chúng ta hết sức là lịch sự, thân thiện, đúng không ạ? Có kỹ năng, đấy, đặt câu hỏi nhẹ nhàng và xoáy sâu vào các cái chủ đề và các cái vấn đề của khách hàng. Thế thì chúng ta có thể là tạo lòng tin qua cái quá trình đặt câu hỏi. Chúng ta tránh hết sức những cái việc hỏi đáp theo kiểu là có không ngắn gọn, ngắn tắt, đúng không? Và đi vào ngõ cụt, tránh hết sức việc đấy ra. Đấy, và tiếp tục đến là chúng ta sẽ cần phải có những cái kỹ năng để chúng ta trả lời các câu hỏi của khách hàng. Trong quá trình hỏi đáp như vậy thì rất có thể sẽ hai bên sẽ cùng hỏi đáp lẫn nhau. Mình hỏi người ta thì người ta cũng có thể hỏi lại mình, thế em cho chị biết thế này, thế em cho anh biết thế kia, đúng không? Thì trong cái quá trình mà chúng ta hỏi đáp và chúng ta trả lời các câu hỏi cho khách hàng thì chúng ta cũng cần phải biết là sẽ chắc chắn, chính xác, tin cậy, được chưa? Thông tin thì phải rất là gì ạ? Nhanh và rõ ràng, minh bạch cho họ. Cách thức trả lời thì cũng hết sức là thông minh và khôn khéo, không lòng vòng. Nếu cái gì không biết mình có thể nói là không biết, và mình có thể hỏi sự trợ giúp mình đàng hoàng như vậy, chứ không được nói lòng vòng, không được nói sai, khiến khách hàng thiếu tin tưởng, có đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta cũng trả lời trực tiếp và trả lời một cách để được việc, để tạo cái lòng tin và cái sự thỏa mãn của khách hàng để tiếp tục cuộc trò chuyện. Hoặc là chúng ta có thể, nếu mà chúng ta thấy được cuộc trò chuyện nó hơi xa đà, thì chúng ta có thể dẫn khách hàng quay trở lại với cuộc trò chuyện của chúng ta, nếu như khách hàng cứ liên tục đặt các câu hỏi, đúng không? Khi mà khách hàng đặt câu hỏi thì chúng ta buộc phải trả lời, và trả lời một cách nhanh gọn, chính xác và thông minh, dễ hiểu nhất cho họ, chứ chúng ta không được trốn tránh các câu hỏi của khách hàng, có đúng không ạ? Vâng. Thế rồi thì những cái điều cấm kỵ trong quá trình đặt câu hỏi của khách hàng thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Chúng ta không nên tự đặt câu hỏi và tự trả lời, đúng không? Không suy đoán, đúng không? Không ngắt lời của khách hàng trong quá trình hỏi đáp, trong quá trình tư vấn, đúng không? Và hãy tán dương khách hàng. Đấy, tức là khen họ, đúng không ạ? Những cái thông tin họ đưa ra mình có thể khen họ, mình có thể khéo léo kích thích họ, tán dương họ để làm cái cảm xúc của họ thăng hoa. Đấy, tránh các cái câu hỏi quá nhạy cảm. Ví dụ như về vấn đề đời tư, hoặc là vấn đề xúc phạm, hoặc là những cái vấn đề nó thuộc về tâm linh. Nếu như mà họ thực sự khơi gợi, họ thực sự muốn thì chúng ta mới nói, còn không thì chúng ta nên tránh, đúng không ạ? Chỉ khi nào hai bên cảm thấy rất thân thiết chúng ta mới có thể câu hỏi như vậy. Tuy nhiên nếu những câu hỏi đấy mà chúng ta vượt qua được thì cái mức độ thân thiết giữa người bán hàng và người mua nó sẽ rất là gần gũi, rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Và tránh cái việc hỏi đáp cột lủn, hỏi cung giống như điều tra ấy, sức tránh này như vậy. Vâng. Thế thì tôi vừa hướng dẫn các anh chị một số những cái kỹ năng, một số những gợi ý cơ bản để giúp các anh chị có thể có những kỹ năng đặt câu hỏi. Và gợi ý của tôi đấy là các anh chị phải soạn ra các bộ câu hỏi cho khách hàng, các anh chị phải nghĩ giống như khách hàng, các anh chị phải sưu tầm lại những câu hỏi của khách hàng, và sau đó các bạn lưu lại và chúng ta trả lời. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục sưu tầm những câu hỏi mà khách hàng thực sự quan tâm. Đấy, để chúng ta cũng phải có những thông tin để chúng ta trả lời. Thế chúng ta cũng tạo ra cái bảng hỏi để chúng ta vào cái quy trình. Tiếp đến là chúng ta tránh một số kỹ năng
và chúng ta nên chuẩn bị cái bộ sơ kit đầy đủ đúng không ạ? Trong quá trình hỏi đáp như vậy chúng ta sẽ ghi chép lại, nó rất là chuyên nghiệp. Và thực ra thì cái việc đặt câu hỏi thì nó không khó, nó chủ yếu là chúng ta thông minh và chúng ta trò chuyện, chúng ta tung hứng với khách hàng, chúng ta tạo lòng tin và tăng cảm xúc cho khách hàng mà thôi, tránh những cái điều cấm kỵ ra, được chưa ạ? Vâng. Và các anh chị có thể tìm hiểu trên mạng một số cái cuốn sách, ví dụ như là các câu hỏi cốt tử cho khách hàng, hoặc là những cái key question, những cái câu hỏi rất là quan trọng cho khách hàng để chúng ta có thể biết được, chúng ta nắm bắt được nhu cầu. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này, và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ.